em được không? Vâng, đến video này tôi giới thiệu với các bạn từ cây du. Cây du này giá bao nhiêu anh Quách Mạnh Hùng? Cây này là 12 triệu. 12 triệu. Cây cây có độ khó. Bác còn có sân cho lấy cái này có sang thì À, bên cạnh tôi thấy anh có cây gỗ chắc và một cây lấy gỗ mà các anh đã tạo được một dáng bonsai tầm nhỏ như thế này. Cây đấy được giải đồng, giải ba. Cây này, ừ. À đấy, máy máy bên này nó có còn nguyên vỏ. Cây này bao nhiêu tiền anh ơi? Tám triệu. Vâng, tôi đang chia sẻ khu vực cây thương mại của anh Quách Mạnh Hùng. Tôi sẽ đăng tải cái số điện thoại ngay bây giờ để chúng ta giao lưu với anh Quách Mạnh Hùng. Vâng, đây là số điện thoại của anh Quách Mạnh Hùng. Chúng ta có thể giao dịch trực tuyến luôn. Vâng, tiếp theo cây tường vi tầm nhỏ. Cây này giá bao nhiêu? Cây này 6 triệu. 6 triệu à? À cây này 6 triệu thì được. Chơi những cây tầm nhỏ khuôn khuôn tiền này thôi. Vâng. À chúng ta đến với những cây mai hồng ngọc và xanh đi. Đây tôi thấy anh có một cây xanh cũng có cái điểm nhấn cũng rất hay này. Vâng vâng, các anh về nhá. À cây xanh. Xanh quê. Vâng. Lá rất đẹp, lá mùa này mà vẫn màu xanh sẫm. Cây xanh này bao nhiêu tiền? Cây này là 4 triệu. À, những cây hồng ngọc bonsai mini. Cây hồng ngọc này bao nhiêu? Cây này 4 triệu rưỡi ạ. 4 triệu rưỡi á? Vâng ạ. À vâng. Đấy. Bonsai mini. Anh xoay tiếp hướng kia này. Để à, rồi. Hoa nó rất thơm nhá. Hoa mai hồng ngọc thơm lắm. Vâng. Hoa mùi hương vani. Và đây anh có một cây kim sa tùng à? Vâng ạ. À cái gốc kim sa tùng già quá nhỉ? Tôi đi về Bình Định và Phú Yên kim sa tùng nhiều lắm. Vâng. Vâng. Trồng cứ thành búi luôn. Kim sa tùng này giá bao nhiêu anh? Cây này 9 triệu. 9 triệu. Anh có thích cây đấy không? Đấy, có một ông khách đến tôi nói là mai hồng ngọc rất thơm, anh đang muốn thưởng thức cái vị hoa của. Anh mua cây này về để bàn trà cũng đẹp anh ạ. Vâng. Mỗi tuần mình có thể đưa ra phía ngoài khoảng 1-2 buổi. Và những cái cây si bonsai mini đẹp như thế này. Tôi thử khảo giá xem để các bạn tham khảo. Ví dụ như cây này thì giá bao nhiêu? Cây này là 3 triệu. 3 triệu. Thế còn hai cây này? Hai cây thì nó vẫn là sơ cấp thì nó rẻ hơn. Rẻ hơn, 2 triệu à? Vâng. Vâng. À đây là những cái cây si.
Đây cũng một cây xì nữa. Đây được cái bệ to thế nhỉ? Vâng, cắt chế ra. Cây thì bé mà bé mà bệ to. À, nó ở cái bệ kia. Vâng. Nó lên được cái mầm chỗ đấy. Vâng. Cũng được. Chính cái này làm lâu thì là đẹp. Cái này bao nhiêu? Cái này là 2 triệu. 2 triệu. Đây là cây tùng tùng cối à? Tùng ngoạ tùng. Ngoạ tùng, ngoạ tùng. Gọi là tùng xà. Cây này bao tiền anh? Cây này là 8 triệu. 8 triệu. À, tôi cần thấy anh có cái cây dâu thân lũa lúc tôi gặp ở triển lãm Quốc Oai ở đâu nhỉ? Vâng ạ, Quốc Oai. Để nhà rồi hay bán rồi? Vâng, cháu để ở nhà. Ừ. Cây đấy là cháu không bán. Cây đấy là anh được giải vàng đấy. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, đặc giải vàng. Thị xã Sơn Tây. Ở thành cổ Sơn Tây mà. Vâng. Cây dâu của em quả. Cây của em nó to lắm. À, đây là một gian hàng có nhiều chủng loại cây và kích cỡ khác nhau. À, trong đó có những cây mini, siêu mini và nhỏ tí xíu đây. Cái gốc này là gốc gì nhỉ? Trên này có cây. Cái đấy nó là cái chè đồi. Lá cơ bản là Quảng Ninh về. Không, nếu bác lấy Quảng Ninh thì lại thường chứ không phải loại này. Đấy, lá nó đẹp lắm, lá nó tròn. Còn cái loại đấy không phải lấy thì nó tròn đâu, nhưng cái gọi là cái sườn giả. Cây hoa giấy này bao nhiêu tiền anh? Cái đấy là đó là 13 triệu. 13 triệu cây này đang ra hoa rồi. Vâng ạ. Chắc tầm khoảng tháng nữa là dày đặc ấy. Vâng. Cây em già cây. Và tôi còn thấy anh có một cái bệ hoa giấy lớn à, hai thân. Phôi đấy đúng không? Phôi 120 triệu. Vâng. Đúng lúc ấy tôi đến rồi. Thế thì ông cho tôi xịt cá một chút xuống lấy rồi. To thế đó. Đấy là kiểu tay. Đây là tay kiếm hết rồi. Không, không được kiểu. Cây hoa giấy này bao tiền anh ơi? Cây này là báo giá là 80. 80 triệu? Vâng. Vâng. Để cháu để cái tay vào đây thì biết là độ to của gốc. Chúng là lớn lớn. Đường kính ở khoảng gần 40. Nếu mà đường kính sát mặt đất. Vâng. Sau đó chia một thân hoành và một thân trực. Ồ vâng. Xong người ta hạ. Hạ để cho tiết ra. Để chuẩn bị mới nữa. Cây này nó đang nảy nó ra cho ăn rồi. Nhưng người ta không để ý, không biết người ta vẫn hạ tiếp. Cái này phải để tư thái ra. Đấy, chúng quay cây xử đi. Hoa xí như này, đang có lụi rồi. Già, chùn hết già. Chú cứ ngồi đi, cháu xoay. Ôi, được rồi, được rồi, được rồi, anh quay đi. À sao nó quay về một phía nhỉ? Vâng ạ. Chắc là anh để ở hè thì nó đưa vươn về một một phía ánh sáng. À, tôi lại khi anh xoay cái tôi có cảm tưởng như là cây bạt phong. Vâng, cây hoa giấy của anh đang thảm ở cái thảm để tiết ra.
Gốc hoa sứ này bao tiền? Cây này gốc này là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi à? Lỗ hết rồi. Vâng. Ở đây là tím đúng không? Tím, mỏng, mỏng. À đây cây xanh này là xanh quê à? Cây xanh to đấy là Nam Điền. À Nam Điền à? À bệ Nam Điền. Cái cây xanh này bao nhiêu anh? Cây này là 10 triệu. 10 triệu. Già quá rồi. Thân dễ lên màu đồng hết rồi mà chun ra voi hết rồi, nhăn hết cả đây. À đây tôi thấy anh có cây dành dành này. Cây dành dành gốc cũng tương đối già và cũng có cái nét nghệ thuật trực hoành hay phết đấy. Cây này anh giao lưu giá bao nhiêu anh? Giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi à? Vâng. Và cái cây si bám đá này. 2 triệu rưỡi. Vâng, đến với Hùng Nông Dân chúng ta thấy anh có những cái tác phẩm mini rất là ngộ nghĩnh, vui mắt. Và giá tiền thì là cây nhỏ tiền nhỏ, hợp lý. Vâng, anh Quách Mạnh Hùng còn có một cái bệ dâm bụt, màu gì đây? Cái dâm bụt ta đấy. Màu gì? À? Màu đỏ à? Như nó loa kèn đấy. À. Cổ của mình. Vâng, nào là có cái bệ lớn thế này, như là con voi này. Vâng. Quá lớn luôn. À, ba thân. Vâng, ba thân. Vâng, rất nhiều người hỏi điện hỏi tôi về cây dâm bụt. Thì hôm nay có một cái bệ dâm bụt như thế này, các bạn xem có đáp ứng được nhu cầu của mình không? Anh báo giá bao nhiêu tiền cây này? Bệ này là 12 triệu. 12 triệu. Vâng, có số điện thoại của anh Hùng Nông Dân rồi. Địa điểm tại sân vận động Phúc Thọ. À, các bạn đến để xem cái bệ dâm bụt tôi vừa mới đăng tải. Vâng, và với cái bệ dâm bụt tôi cũng kết thúc video này. Chúng ta chuyển sang những video sau.